đây có rất là nhiều cái quầy nhà hàng, các món ăn khác nhau và những cái bàn ghế của mình ở giữa nè. Nhưng mà tới giờ này thì thấy ở phía dưới giống như cái hồ hồ cát, với là đại dương mênh mông. Bên đó có cua. Không, em lấy cái màu trắng, em lấy cái màu đen. Mà như cái này nó thay đổi rồi đó, mình không biết là đặt ở đâu luôn. Ồ, đây có quần áo cũng giảm 30-50% nè. Nhưng mà cái này hơi đứng tuổi. Đây cũng có nhiều cái mặt hàng nó giảm giá lắm. Mua 3 tặng 1 kìa. Ui, cửa hàng lóc thành lóc. Bốn mươi năm mươi phần trăm luôn. 8 lầu lận. Tới lầu 6 sẽ là khu vực mà chưa ghé. Chào quý cô chú anh chị và các bạn trở lại với kênh của Thiện nha. Chúc cả nhà một ngày tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Thiện đang có mặt ở một trung tâm thương mại rất là lớn của thành phố Thủ Đức, đó là Gigamall. Trước đây thì nó là ở quận Thủ Đức, nhưng mà bây giờ là ở thành phố Thủ Đức rồi. Nó nằm trên đại lộ Phạm Văn Đồng. Nay là mình cũng Thiện cũng đi với Nguyệt. Đây. Cái này ở trên nó rất là cao luôn. Đó, đây là Gigamall này. Bình thường thì hai đứa đi ở trong trung tâm, nhưng mà hôm nay là mình sẽ đi xa một xíu. Mình đổi gió sang một cái thành phố. Thành phố trực thuộc thành phố là thành phố Thủ Đức, thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Vô cái mắt lạnh luôn. Thì giờ trung tâm Gigamall này cũng rất là lớn luôn, rất là hoành tráng luôn. Khi mà mình vào thì bên phải mình sẽ là Starbucks này. Phía bên trái Starbucks thì mình sẽ có hai lần coffee. Thì hầu như là mình đi đi đâu cũng có Starbucks với lại hai lần hết. Đây có con hu nè. Ồ, con hu cao ghê luôn ha. Cái này hu hay tuần lộc ta? Tuần lộc á. Mỗi tuần lộc và con thương có gì khác nhau? Khác chứ. Tuần lộc là cái con mà cưỡi ông già Noel để phát quà Noel. Nhưng mà cái sừng của nó đâu có bằng tuần lộc đâu. Ở đây có McDonald's. McDonald's. Cái McDonald's này nó cũng thua ở thị trường Việt Nam á. Nguyệt biết sao không? Nó giống như là ở Việt Nam mình nó cái McDonald's nó giống như bánh mì á. Ở Việt Nam mình thì quá trời bánh mì á. Mà mình chỉ cần bỏ ra 5-10 ngàn là mình có bánh mì ăn rồi, đúng không? Nhưng mà McDonald's thì mình đi vào đó thì mình sẽ tốn kém hơn. Ủa, cái cô phía trước này nhìn hơi tối tối á. Bên đây nó bán đồ gì nè, mình vào trong coi. Ở đây mình thấy là bán đồ về máy hút bụi, cũng chương trình khuyến mãi luôn. À, có máy massage cổ vai gáy kìa. Hôm 3 củ. 4 triệu còn 3 triệu rưỡi. Đi. Đi. Ủa, em tự vô. Ai vô trong. Mà nó tối quá không? Tối thui. Thôi mình đi vòng qua đây đi. Ở đây hình như thấy là có 8 lầu lận. Tới lầu 6 sẽ là khu vực mà chơi game. Còn từ ở dưới tầng hầm lên thì mình sẽ có các khu vực ẩm thực với lại thời trang. Bên này có đồ thể thao anh ta nè. Ở đây có sale off 50% nè. Bộ gối 119.000. Là một cái gối thôi. Nguyên cái bộ này nè. Mua một bộ ga tặng một bộ ga. Biết cái chanh là bao nhiêu? Ôi, 3 triệu. 3 triệu 390 là giảm chưa? Bây giờ bộ hỏi xem nó bao nhiêu là mình mua cho. Điện thoại nè, Oppo hả? Oppo. Ồ, Oppo nó cũng có gặp rồi hả? Sao anh nhớ là cái gặp là cái zip. Đó là bên Samsung. Thôi bây giờ mình sẽ đi lên cầu thang, lên thang cuốn nha. Khi mà ở ngoài vô thì mình sẽ có những cái cửa hàng thời trang, rồi giày dép,
với lại là cà phê. Thì bây giờ mình sẽ lên lầu thử. À phía phía đằng kia nó có mấy cái xe con hù cao cổ hay vậy. À con tuần lộc kìa. Bên đây thấy là cũng tầng này là thấy cũng hơi vắng ha. Thầy có mấy cái xe tuần lộc này dễ thương ha. Ừ, cái từ sắp nói em sắp tới. Ừ. Nhưng mà lâu còn trung thu còn chưa nói. Đây hàm trời. Tết trung thu hả? Tết trung thu thì cũng sắp rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ lên lầu 1. Lâu lắm rồi mình không có đi cô đây chơi. À, cũng rất là lâu rồi, hai đứa cũng chưa có đi lại Gigamon. Chắc cũng cũng hơn một năm rồi. Ở đây trung tâm rất là lớn của thành phố Thủ Đức luôn. Ngoài ra thì thành phố Thủ Đức còn có Vincom ở đường Võ Văn Ngân, hay là cái chỗ BHD ở đường Lê Văn Liệt Việt. BHD là chiếu phim đồ á. À, lên đây là mình cũng có đè gì đồ em bé nè, đè đồ sơ sinh, Lock and Lock nè. À Lock and Lock cũng giảm giá luôn kìa Nguyệt, 40-50% luôn. Đây có những cái bộ nồi giảm 40-50. Ồ. Có cái bếp điện bếp bếp hồng ngoại. Ờ giống chơi nhà chòi quá ha. Ôi cửa hàng Lock and Lock. Đồ đó cái Lock and Lock thì nó rất là xịn. Xài rất là bền luôn. Nó hơi mắc một chút nhưng mà đổi lại nó rất là bền. Nên là mình xài mình xài tiền nào của đấy thôi. Chất lượng nó rất là tốt. Bữa anh có nói cái bếp hồng ngoại đó xài lâu lắm rồi á. Đây couple TX, cái này là quần áo đôi, nam nữ. Tuần lễ thương hiệu. À mua 3 tặng 1 kìa. Mua 3 tặng 1. Tuần lễ vàng. Bên đây mình có lẩu tteokbokki. Đây có lẩu tteokbokki. À, cái nhà hàng đó cũng khá là nhỏ. Ừ. Ồ, đây có bộ quần áo cũng giảm 30-50% nè. Nhưng mà cái này hơi đứng tuổi. À, đây cũng có nhiều cái mặt hàng nó giảm giá lắm. Ba lô sale ở 40%. Đây. Vitamix. Hay là giày dép. Có cái siêu thị đó ở đâu ta? Hả? Đây có siêu thị không? Có. Nó có cái cốp extra. Bên này là ví nè, sale up luôn. 229.000. Ừ. Ý đồ đây đẹp nè Nguyệt. Mua 2 giảm 20%, mua 3 giảm 30%. Hay là quần áo nữ. Nam có luôn. À, ở ngoài này mình có siêu thị Co-op Extra nè. Ý, dép đồng giá nè. Có dép Lào không? 29.000, 39.000, 79.000, 99.000 nè. Mua mấy dép này mang đi ra ngoài được hả? 99.000, phụ dép này cưng ha. Nó hở cái này á, mang nó sẽ mát. Dạ. Ý, buông đâu đi. Dạ, mỗi này là 119. À, 119. À, bên này mới 99 nè. Thì đúng rồi. Hay là giúp này nè. Dạ, hay loại này nè. Loại này lỗ lỗ nè. Cái này nữ thì mang cũng được mà. Trong này nam nữ mang được. Đúng rồi, bình thường anh đi ra ngoài anh thấy người ta mang cái này nè. Nhưng mà thường mang màu trắng. Cái này mình có màu trắng không chị? Màu trắng nó chỉ có dòng kia về là của là đế cao thôi ạ. À, chữ nam không có hả? Dạ. Đi ra ngoài mang này nè cháu dễ thương. Ô nặng dữ hả? Ừ. Này có màu đen luôn nè. Cầm nó nặng vậy nhưng mà mang vô trong thì nó nhẹ. Ồ. Bình thường em mang cái này ra ngoài nó hở này nó cũng ấy. Mấy dòng này đi mưa thì cũng không có sao thắng. Dạ. Mà keo cái tốt không chị? Cái này là keo hay là nó đúc ta? Nó đúc luôn hả? Nó đúc liền luôn hả? Ờ.
Sao em lấy cái màu này không? Cái này dễ thương không? À, không, em lấy cái màu trắng đi, em lấy cái màu đen. Bên này cũng là 119 không chị? Dạ, cái đó là 229 ngàn. À, 229 hả? Không thì lấy cái nãy. Tại vì nó có mấy cái nút này nè. Mấy cái này thì nó đẹp hơn. Ờ. Dạ, tại dòng này nó thêm là dòng nữ. Ờ, nữ nên nó nhiều ấy hơn. Còn không thì mình quất đơn giản thôi. Ờ, cái này thì nó đơn giản. Ô, vừa luôn. Vừa luôn á. À, dễ thương ha. Phía trước này là mình có cái siêu thị của Petra nè. Bình thường mình sẽ thấy của Mắt hoặc là Bixi hoặc là ở đây mình có thêm cô có bé cha nữa. Cô cha thì thấy như là kênh bạn hành môn nó cũng có. Ở phía trước này thì bán giày dép nhựa bằng bằng mũ bằng nhựa. Anh lấy màu đen chứ. 40 có không? À là bên này không có hả? Hết màu đen hả? Đây có nhiều kiểu quá trời luôn. Hả? Màu vàng hả? Hay là lấy cái này đi nữa. Ôi đồ này nó không đẹp. À. Dạ bộ đeo đi. Cho anh lên 7 tuổi luôn á. À. Màu vàng ha. Ừ, lấy màu anh màu vàng đi. Anh chỉ sai bên này nó hơi dọc với anh hả? Ủa, hồi nãy rồi cái này vừa. Còn bỏ cái này xuống nữa. Ừ, bỏ cái này xuống đi. Anh cũng mua cái kiểu này lâu rồi đó mà chưa mua. Ở đây cũng có rất là nhiều loại nữa nè. 179, 139. 189 ngàn. Quá trời màu luôn. Tôi thấy là mà bây giờ người ta mua mấy cái loại này ta xài nhiều lắm. Nó rẻ mà nó rất là bền nữa. À cái này là giờ màu giống như con nít nè. À cái này cho mấy bé gái nè. Này nó nhỏ hơn. Cái xếp ngày xưa mày đi học á. À. Ở đây 95 nè. Ở đây là ở phía trước của siêu thị Co-op Extra. Rồi hai đứa đã chọn xong hai đôi dép mang ở ngoài đường. Rất gọi là cũng muốn mua lâu rồi, giờ mình sẽ mua hai đôi này đi ra ngoài đường. Em lấy điện thoại chuyện. Rồi hai đứa đã mua được hai đôi dép. Đâu lấy ra coi. Một cái màu đỏ nha. Cái này là cho anh nè. À cái này nè. Cái này là size 39. Rất là dễ thương luôn. Nó có những cái lỗ ở trên này. Còn đôi của Nguyệt thì cũng vậy luôn, nhưng mà nó nhiều cái họa tiết mà rất là dễ thương. Rất là nhiều cái tích cơ dễ thương, với lại ở trong là màu hồng. Cái này thì mình đi ra ngoài đường á. Mang giống thay cho mang giày ha. Rồi rất là dễ thương, với lại ở đế cao nữa, nên là mình đi mình có ví dụ như mình dẫm cái gì gai thì nó cũng sẽ cũng đỡ hơn là mình mang những cái đôi dép mỏng. Mà thì thấy giá cũng khá là rẻ. Với lại là cái này là nó nhựa, cái gọi là cái nó đúc á, chứ không phải là nó dán, cho nên là mình sẽ không sợ xài mưa mà nó sức luôn. Ở đây mình có của Petra này, siêu thị thì nó cũng giống như Winmart hoặc là Bixi hoặc là Coop Max đó. Bên đây mình có Red Top bánh mì biết nói này. Hầu như là những cái thương hiệu này ở trung tâm thương mại nào đều xuất hiện hết. Nó không còn quá xa lạ. Mình có Dairy Queen là kem úp ngược từ Mỹ. Ăn kem không? Ăn kem không hả? Ăn kem không? Em ăn thôi chứ anh đâu. Ừ, vô ăn kem đi, làm cái kem đi.
Đây mình có kem từ 27.000, 32, 42, 39.000, em lấy loại nào? Lấy cái lọc dâu này. À, dâu này đúng không? Vì đặc biệt đó, nhỏ là 37, vừa là 42. Thước nè. Nhỏ là 210g, vừa là 206 và lớn là 308 này. Cả nhà ơi, Nguyệt và Thiện nãy giờ đi dạo là thấy thấy cửa hàng kem này rất là dễ thương luôn, nên Nguyệt sẽ order một ly kem này cả nhà. Nguyệt order một ly kem dâu rất là dễ thương luôn. Kem này hình như 37.000 một ly mà size nhỏ nha, size nhỏ mà em thấy cũng rất là bự này. Vậy là size bự kia chắc là nó bự dữ lắm luôn á. Cái trái này là trái dâu hả? Trái mứt dâu. Ừ, dâu á. Ồ, lấy nó lên, lấy nó lên. Nè, lấy trái này nó gần gớt rồi đây, nè. Đây, đây, cái trái này lấy được rồi. Wow, rất là thơm luôn. Xin mời cả nhà ăn kem của Quý Quỷ và Thiện nha. Ngọt quá. Kem này là có kiểu mứt dâu tưới lên thôi chứ không phải là kem dâu luôn. Nó có cái này là trái dâu mà, đúng rồi. Trái dâu á. Ừ. Trái dâu mà này, mà người ta làm kiểu mứt rồi. Bởi vì nó mới nó ngọt vậy á. Chứ em cắm một miếng trái dâu là nó ngọt lắm. Phía trước cũng bán quần áo kìa anh. Hình như lầu trên là đồ ăn, khu ẩm thực. Xíu mình lên đó. Xíu lên đó. Hôm nay thấy trung tâm này nó cũng đông người. Kem nó mịn ghê ha. Lấy lớp kem với lại phép cái dâu đi. Đây mình thấy thì ở trung tâm thương mại này nó cũng khá là vắng người. Thì bình thường ví dụ như mà mình đi Imon Tân Phú á, là dù trong tuần hay là cuối tuần thì đều rất là đông, mà tới cuối giờ luôn, hầu như là cuối giờ luôn. Còn ở đây thì nó rất là rộng, rất là nhiều cái thương hiệu bán ở đây nhưng mà không có đông lắm nè, rất là vắng luôn. Mình lại lên một lầu tiếp tục. Rồi khóc rồi. Rớt mất đôi dép rồi. Rớt đôi dép rồi. Thang cuốn nó cuốn mất tiêu luôn rồi. Đây là cô quán nướng Nhật Bản nè, Aka House. Aka House. Cũng không thấy đông lắm. Bên mình, bên đây mình có The Pizza Company. Ồ, ở phía dưới giống như cái hồ cá vậy đó, nhưng mà nó là một cái mặt phẳng và dưới là có mấy cái này bằng điện tử ha. Bé con nít nó dặm vô với con mực kia là nó bẻ á. Giống như mình chơi chém trái cây vậy á. Game vậy đó. Đây giống như chơi game vậy á. Rất là dễ thương luôn. Như là đại dương mênh mông. Mà đó có cua kìa, cua mực, ghe đồ nữa. Nó con cá voi là biết sao đậu không đồng đại không, tại vì nó bự quá. Đè nó thật là nhiều á. Dễ thương ha. Ở đây nó không có mở đèn luôn mới ghê chứ. Có mở đèn nè. Đi. Ở trên lầu này thì mình có chủ yếu sẽ là ẩm thực. Bên mình, bên trái mình là có pizza company nè. Bên đây mình có bóng thái, bát thái. Ở đây mình có mấy cái ghế massage. Ghế massage, xe tập thể dục này.
ghế massage này bằng điện tử rồi có cái màn hình giống như cái iPad nha. Không biết bao nhiêu một cái ghế này ta? Anh nghĩ là bao nhiêu anh? Mười mấy triệu. Mười mấy hả? Ừ. Ghế này giống như ghế thông minh vậy á. À, nó có cái màn hình nè. Nhưng mà đây là sale off 70% nha. Cái ghế này sale off 70% luôn. Thì trùng cái khu này nó có cái khu ẩm thực giống như ẩm thực đường phố á Nguyệt. Này nó có những cái gian hàng nè. Triple lunch. Cá hồi bít tết. Bò Mỹ tiêu đen 99.000. Mì phá lấu nè. Trời quá trời luôn. Thái, đồ Thái. Đây rất là nhiều món ăn luôn. Lẩu tôm 5 ri. À đây có cơm chiên hải sản. Ở đây hầu như là thấy là món từ 50 cho tới 100 ngàn, 150 luôn. Đây có combo lẩu nè, combo lẩu 198 ngàn nè. À, nó dài qua bên đây luôn nè. Bên đây mình có kem cuộn nè. Kem cuộn Minsu Thái Kuner. À giống như trái cây á. Giống như cái gì trái cây tô vậy á. Bình thường là 500ml với lại là lớn là 800ml. 500ml đi. 25 với 35.000 vậy hả? Lại mía cam ha. Chị ơi lấy một em một mía cam nhưng mà để không để đá. Anh dùng đi lớn hay nhỏ? Em nhỏ. Đi nhỏ. Dạ. Đây có rau má đây nè. Rau má không? Rau má đậu dừa, đậu phộng, đậu xanh 25-35 nghìn. Đây có rất là nhiều cái quầy nhà hàng, các món ăn khác nhau và những cái bàn ghế của mình ở giữa nè. Nhưng mà tới giờ này thì thấy là hầu như là vắng khách thôi. Mới hơn 8 giờ thôi nhưng mà cũng vắng khách rồi. Trung tâm siêu thị mà có chiếc có đá. Ờ, có những cái siêu thị mà trung tâm thương mại rất là gọi là rất đông đúc, nếu giờ này là siêu đông luôn. Còn ở đây thì nó khá là vắng luôn. Ở thành phố Thủ Đức. Đây mình mới order một ly nước mía 25.000. Nước mía cam. Đây. Quá trời vắng rồi, bên phải mình là những cái bàn này. Bàn trống hết luôn. Chỉ có một vài cái mâm mà khách đã dùng rồi thôi. Rồi hầu như là trống lỏng luôn. Mandu. Cũng là đồ Hàn Quốc. Bên đây mình có cô Tám Bạc Liêu, bếp miền Trung. Gẩu, lẩu gà, ớt hiểm. Dim sum. Chợ lớn nè. Chợ lớn quận 5 thì sẽ là những cái món liên quan tới dim sum há cảo đồ. Bị tìm đâu á. À, lẩu gà, ớt hiểm nè. Bếp miền Trung. Miền Trung thì bên đây có nem nướng hả? À, mâm cuốn thịnh soạn. Cô Tám Bạc Liêu thì là bánh xèo. Cô Tám Bạc Liêu miền Tây thì mình sẽ giới tới bánh xèo. À, đi thẳng ở phía trước của mình thì sẽ có nhà sách Pha Sa. Bây giờ mình sẽ lên lầu luôn. Bây giờ mình đi một vòng khu ẩm thực ở trên lầu 3 thì vắng. Lên lầu 4 của mình vẫn tiếp tục là lầu ăn, đồ ăn.
Thái Market, dấu ấn di sản. Ủa, trời đu đủ. Ngày gấu bông á, My Farm. À, lại bộ trưởng bộ ngoại giao mà, này màu hồng nè. Caribara. Bình thường là nó sẽ mở đèn rồi vui lắm, nhưng mà nay thấy là tắt đèn luôn. À, đây đây lại là đồ ăn tiếp nè. Gogi nè. Gogi mà 299 đó hả? Hả? Buffet từ 299 nè. Bữa hổm là đi vô đây là ngon lành nè. Từ Google là phải hơn 3-4 trăm. Gọi món là 69.000 một món, combo 180.000 một người. Chúng ta có 200 bao nhiêu ấy nhỉ? Đây là Kichi Kichi, lẩu băng chuyền 239 là thẻ thành viên, còn tiêu chuẩn là 299 nè. Nhưng từ thứ 2 thì thứ 6 từ 10 giờ đến 17 giờ. À không, là 329. 329 là thứ 7 chủ nhật ngày lễ. Dưới 1 mét sẽ là free, là lẩu băng chuyền. Hình như là nãy giờ đi lầu nào nó cũng có ẩm thực hết á. Sumazaki Niku, nghe là biết Nhật Bản rồi. Ở đây thấy là rất là nhiều cái gọi là thương hiệu về ẩm thực, nhưng mà rất là ít người. Mochi á, nhưng mà nó giống như Mochi nó ngọt quá thì uống cùng với trà. Đúng rồi, cái bánh nó ngọt lắm. Ở đây có kem Tràng Tiền ở Hà Nội nè. Hồi nãy mình ăn kem rồi nên giờ không ăn kem nữa. Bên đây mình có gì nữa đây? Buffet nướng lẩu Nhật Bản. Hầu như là vô trong trung tâm thương mại là buffet, lẩu, nướng, rồi đồ hàng đó. Tteokbokki. Em tô cái là hết giờ luôn. Đây là chỗ chơi game nè, gấp thú bông. Chơi game hát karaoke nè, hồi hát karaoke không? À, đi ha. Bây giờ mình sẽ lên lầu, hình như là lầu 6 thì sẽ là trung tâm chơi game luôn. Lầu 7 là văn phòng của Gigamon. Lầu 8 thì thấy là trống. Mình sẽ lên đây cho vui ha, tại vì nãy giờ ở dưới thời trang với lại ẩm thực là không thấy ai hết. Chơi game chắc là đông hơn á. Wow. À cũng không đông luôn em ơi. Không đông lắm. À, vô đây là phải, ví dụ như chơi bowling là phải đặt lịch trước, chứ không là không có. Đi vào vũ trụ không gian. Đi. Ủa anh cầm rất nhẹ mà. Thám tử lường danh Conan nè. Trong đây thì mình có rạp chiếu phim CTV nữa. Đây, khu chiếu phim là ở trong này nè. Chưa ăn chơi hết rồi.
Đây là khu chơi vui chơi trẻ em. Ngày buổi tối hoặc cuối tuần thì đưa mấy bé ra đây chơi cũng hợp lý ha. Nè, mở ra rồi cắt dây là đứt nè. Ồ. Trò chơi cắt dây cho nó rớt xuống. Lần đầu tiên mà thì thấy là đi quay lại trở lại Giga Mall mà nói thiệt là nó hơi chán á, tại vì nó vắng quá trời vắng luôn. Ồ, trong đây là thế giới game luôn bạn ơi. Ồ. Mà như cái này nó thay đổi rồi đó, mình không biết nó nằm ở đâu luôn. À đây khu chơi game. Đi. Không có ai luôn. Cái khu này là mới nè, cái khu mà chơi game kiểu này là mới á. Đằng trước anh nhớ là nó nằm ở dưới mà ta. Dạ. Qua chơi game là đông thôi, còn hầu như là tiện thấy trong Giga Mall này những cái gian hàng thời trang ẩm thực đều khá là vắng. Ê, đông thôi nhưng mà cũng ít người lắm, đông nhưng mà cũng ít người, rất là ít luôn, tại vì đợt trước hai đứa đi là cực kỳ đông, phải chen lấn vô chỗ này luôn mà giờ đi là quá trời, đi rất là tình tan, cũng may dành với mình luôn. Đây mình có cái khu chơi bowling. Thì thường thì các bạn trẻ hoặc là gia đình hay đi vào đây chơi bowling lắm. Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì buổi tối ngày hôm nay Nghiệp và Thiện đi tham quan Giga Mall tại đường Phạm Văn Đồng, Thủ Đức. Thì lâu lắm rồi Nghiệp và Thiện không có ghé đây chơi nên hôm nay là nhân Nguyệt và Thiện là ghé đây một thử xem, tại vì lâu là bà Thiện không có ghé vô đây chơi. Thì ngày trước á, ngày xưa á, là Nguyệt thấy ở trong đây rất là đông luôn này cả nhà, và rất là đi hoặc là kẹt đường luôn á. Thì một thời gian rồi mà mình có ghé lại thì không thấy là đông như ngày xưa đó cả nhà ơi. Thì đây cũng là trung tâm thương mại rất là lớn của thành phố Thủ Đức luôn. Bây giờ Nguyệt và Thiện xin phép là dừng video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.